Mỗi ngày, các nhóm xây dựng đang quản lý hàng trăm API, hàng chục lần đệ trình và tham gia các cuộc họp hàng giờ đồng hồ. Theo dõi và báo cáo tất cả các nhiệm vụ quản lý dự án này có thể là quá sức, nhưng nếu được thực hiện đúng, thì nó sẽ là trọng tâm của tất cả dự án xây dựng thành công. Với các vấn đề được cấu hình trong Autodesk Build, các nhóm hiện có các công cụ cần thiết để đơn giản hóa việc giám sát và quản lý các dự án xây dựng từ cả văn phòng và công trường. Hãy xem qua việc sắp xếp hợp lý giúp đơn giản hóa nhiệm vụ quản lý dự án hàng ngày. APIs, quản lý liền mạch các API và kết nối chúng với các nhiệm vụ khác trong suốt vòng đời của dự án. Để bắt đầu, chỉ cần nhấp vào tạo API và điền vào thông tin quan trọng để giúp tăng tốc thời gian phản hồi, thêm câu trả lời được đề xuất và cung cấp thêm ngữ cảnh quan trọng bằng cách liên kết với các tham chiếu hoặc thậm chí gắn vào các khu vực có thể cụ thể trong dự án. Và với API trên thiết bị di động, người dùng có thể chỉnh sửa API tại công trường, thậm chí chụp ảnh bổ sung và liên kết trực tiếp với API. Sau khi gửi, người đánh giá sẽ được thông báo và có thể trả lời bằng cách nhấp vào. API cũng có thể được kết nối trong suốt vòng đời của dự án bằng cách nâng issue lên thành API và tạo liên kết hai chiều. Và khi API mang ý nghĩa về chi phí, bạn có thể tạo một lệnh thay đổi tiềm năng ngay từ API, giúp các nhóm dự án dễ dàng kiểm soát chi phí và theo dõi nguồn gốc của các lệnh thay đổi. Submittals, tạo, điều phối và quản lý hiệu quả tất cả các nội dung của đệ trình trong một list duy nhất. Submittal Manager có thể dễ dàng tạo một mục đệ trình và liên kết đến spec section thích hợp, hoặc tạo một phần mới nếu cần và thêm vào tất cả các thông tin quan trọng. Khi mục đệ trình được tạo, nhà thầu chịu trách nhiệm sẽ được thông báo. Người dùng có thể mở item, xem xét chi tiết và tải lên bất kỳ tài liệu cần thiết nào trước khi gửi cho Submittal Manager để review. Submittal Manager có thể chọn reviewers hợp lý, cần thiết và các member trong danh sách điều phối. Sau khi gửi, các reviewer sẽ được thông báo và có thể xem các tập tin đính kèm cũng như đưa ra nhận xét trước khi chọn official response từ dropdown list. Sau khi item được approve, submittal có thể được đóng lại và điều phối đến các thành viên tạo ra đệ trình. Close submittal ngay lập tức có sẵn trên tất cả các project member trên desktop hay thiết bị di động. Nó sẽ xuất hiện trong recent activity tại project home. Và khi các nhóm tại công trường đang tìm kiếm các submittal đã đóng, họ có thể tận dụng các tính năng tìm kiếm và lọc nhanh chóng, xác định vị trí và xem trong mục submittal. Meeting Minutes. Từ thiết kế đến thi công trong dự án, các cuộc họp diễn ra dễ dàng và hiệu quả với việc thấy được rõ ràng các cam kết đã thực hiện và lịch sử có tổ chức của tất cả nội dung trong meeting. Với meeting, bất kỳ người dùng nào cũng có thể tạo ra agenda bằng cách tạo cuộc họp mới và thêm lời mời. Đối với các cuộc họp online, tận dụng tích hợp với Zoom để thêm liên kết một cách liền mạch. Để xây dựng agenda, thêm các chủ đề và item, đồng thời với tính năng chỉnh sửa văn bản nâng cao, các nhóm có thể nhấn mạnh, làm nổi bật và sắp xếp thông tin chính tốt hơn. Đối với mỗi item, bạn có thể thêm file, bản vẽ, API và các vấn đề làm tài liệu tham khảo. Trong cuộc họp, người dùng có thể dễ dàng ghi lại biên bản, thêm, xóa lời mời, theo dõi sự tham dự, giao nhiệm vụ vào item và thêm ngày đến hạn. Và nếu cần một cuộc họp tiếp theo, nó có thể để được tạo ra trước khi những người tham dự đã rời khỏi phòng và bất kỳ mục nào chưa được giải quyết có thể tự động được chuyển sang. Với cuộc họp trên thiết bị di động, thành viên trong nhóm có thể nhanh chóng xem và tìm kiếm agenda cuộc họp trực tiếp từ công trường. Báo cáo ngày. Ghi chép rõ ràng công việc hàng ngày tạo ra sự minh bạch và trách nhiệm với khả năng báo cáo hàng ngày. Để đảm bảo các nhóm cung cấp thông tin cần thiết, người dùng có thể tùy chỉnh template báo cáo hàng ngày bằng cách sử dụng template builder, tạo báo cáo hàng ngày mong muốn, thêm thời tiết hoặc thay đổi thứ tự của các section. Khi template hoàn tất, tất cả thành viên trong nhóm, dự án sẽ có được quyền truy cập. Mỗi ngày, các thành viên trong nhóm có thể điều hướng đến Forms trên desktop hoặc thiết bị di động để tạo ra báo cáo ngày. Nếu template bao gồm thời tiết, nó sẽ tự động điền thêm mô tả, ghi nhật ký công việc, điền thông tin chi tiết của các đội và theo dõi số lượng vật liệu được đưa vào công trường
cũng như thiết bị đã được sử dụng. Các ghi chú quan trọng hoặc tài liệu tham khảo liên kết như hình ảnh và các vấn đề có thể được thêm vào báo cáo. Ngoài ra, người dùng có thể xem nhật ký hoạt động về các thay đổi được thực hiện, cung cấp tính minh bạch quan trọng từ công trường. Để chia sẻ báo cáo ra bên ngoài, người dùng có thể xuất tệp hoặc cung cấp một cái liên kết có thể chia sẻ. Hợp lý hóa các nhiệm vụ quản lý dự án hàng ngày và đảm bảo tất cả sự phối hợp và thông tin liên lạc.